lý do Ukraine luôn đau đầu với bài toán tiêm kích F-16. Kịch bản khó đoán sau khi cuộc phản công của Ukraine kết thúc. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin. Lý do Ukraine luôn đau đầu với bài toán tiêm kích F-16, Mỹ đã chấp thuận việc gửi tiêm kích hiện đại F-16 cho Ukraine và việc chuyển giao sẽ diễn ra sau khi phi công Ukraine hoàn tất khóa huấn luyện. Nhưng Kiev vẫn rất đau đầu với bài toán này. Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Ukraine đã vận động trong thời gian dài để thuyết phục Mỹ và các đồng minh viện trợ F-16 với hy vọng loại tiêm kích hiện đại này sẽ giúp các lực lượng của Kiev ứng phó với sức mạnh trên không vượt trội của Nga. Kiev càng thân thiết kêu gọi phương Tây cung cấp F-16 khi họ triển khai chiến dịch phản công quy mô lớn vài tháng gần đây với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Cảm giác cấp bách của Ukraine trong nỗ lực phải có được máy bay chiến đấu tân tiến này phản ánh mối lo ngại về tình hình chiến sự hiện nay, cũng như tình hình địa chính trị ở phương Tây. Mỹ đã chấp thuận việc gửi tiêm kích hiện đại F-16 cho Ukraine theo yêu cầu và việc chuyển giao sẽ diễn ra sau khi phi công Ukraine hoàn tất khóa huấn luyện. Nhưng Kiev vẫn rất đau đầu với bài toán này, trong đó việc đào tạo phi công và phi hành đoàn hỗ trợ là một quá trình lâu dài. Các tiêm kích F-16 sẽ không được giao cho Ukraine cho đến năm sau, nhưng điều đó không ngăn cản Tổng thống Volodymyr Zelensky lên ngồi trên một chiếc F-16 vào tuần trước khi đến thăm Hà Lan, điểm dừng trong chuyến công du châu Âu, để kêu gọi các nước phương Tây cam kết và nhanh chóng chuyển F-16 càng nhanh càng tốt. Trong chuyến công du này, khi đến Đan Mạch, Tổng thống Zelensky ca ngợi chính phủ nước chủ nhà đã giúp Ukraine trở nên bất khả chiến bại với cam kết gửi 19 chiếc F-16. Tại Athens, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lời đề nghị đào tạo phi công cho Ukraine của Hy Lạp sẽ giúp chúng tôi đấu tranh cho tự do của mình. Trong vòng vài ngày sau khi trở về Kiev, ông Zelensky đã nhận được cam kết cung cấp F-16 của nhiều quốc gia phương Tây, có thể là hơn 60 chiếc, hoặc cung cấp đào tạo cho phi công và phi hành đoàn hỗ trợ. Điều này quan trọng và cần thiết, Thủ tướng Jonas Gahr Støre của Na Uy nói với ông Zelensky ở Kiev, đồng thời thông báo rằng chính phủ của ông sẽ cung cấp một số lượng F-16 chưa xác định, có thể là 10 chiếc hoặc ít hơn trong thời gian tới. Đó là một vòng chiến thắng đáng chú ý trong bài toán kêu gọi cung cấp tiêm kích hiện đại này của Kiev, điều mà ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng thừa nhận khó có thể sử dụng cho đến mùa xuân năm sau, và thậm chí khi đó chỉ một số phi công đủ trình độ mới có thể lái nó. Giữa lúc cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm chạp vào mùa hè này, những thông báo của ông Zelensky về việc có được F-16 báo hiệu một sự thừa nhận ngầm rằng cuộc chiến kéo dài hơn 18 tháng ở Ukraine có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Đó cũng là một tín hiệu rõ ràng cho thấy ông Zelensky đang tập trung vào một máy bay chiến đấu mạnh hơn và linh hoạt hơn các loại hiện có, nhưng điều đó đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc nó có thể thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Kiev đến mức nào. F-16 có cả khả năng tấn công và phòng thủ và được trang bị để bắn hạ tên lửa và máy bay địch đang lao tới. Ukraine kiên quyết khẳng định các máy bay sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể, mặc dù các quan chức Mỹ từ lâu vẫn nhấn mạnh rằng xe tăng, đạn dược và hơn hết là lực lượng mặt đất được huấn luyện tốt đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong bối cảnh chiến sự hiện nay chủ yếu là một cuộc chiến trên bộ. Việc vận hành các máy bay chiến đấu của phương Tây rất tốn kém và có thể phải mất nhiều năm để đào tạo và huấn luyện đủ số phi công để cung cấp đủ lực lượng yểm trợ trên không cần thiết. Mối lo địa chính trị thay đổi khi thúc đẩy các nước phương Tây cung cấp F-16, Ukraine cũng cảm nhận được tình hình địa chính trị đang thay đổi, các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ở Kiev và Washington cho biết. Ông Zelensky dường như nỗ lực thúc đẩy các nước giao càng nhiều F-16 càng tốt trước khi diễn ra cuộc bầu cử ở châu Âu và Mỹ, bởi kết quả cuộc bầu cử này có thể mang lại sự thay đổi quan điểm của chính phủ các nước đã hứa sẽ cung cấp máy bay. Ví dụ, Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine tới 42 chiếc F-16 mà nước này đang loại bỏ dần khỏi lực lượng không quân, và nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 11 này. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn là Mỹ, nơi Đảng Cộng Hòa đang có khuynh hướng giảm dần sự hỗ trợ cho Ukraine. Hồi tháng 7, cựu Tổng thống Donald Trump, hiện là ứng viên số 1 của Đảng Cộng Hòa, cho biết ông sẽ thúc đẩy Tổng thống Zelensky đạt được các thỏa thuận hòa bình với Nga nếu trở lại nắm quyền. Những bất ổn chính trị của Mỹ đang đè nặng lên tâm trí của người Ukraine và toàn bộ châu Âu, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Richard Blumenthal, người đã gặp ông Zelensky ở Kiev hồi tuần trước, nhận định và nói thêm, rõ ràng một trong những mục tiêu ở đây là đảm bảo các cam kết một cách rõ ràng và dứt khoát nhất có thể. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa gửi cho Ukraine bất kỳ chiếc F-16 nào từ phi đội của mình, mặc dù tuần trước họ đã thông báo rằng sẽ đào tạo phi công tại các căn cứ không quân ở Texas và Arizona Bắt đầu từ tháng 9, dự kiến sẽ phải mất ít nhất 4 tháng để đào tạo phi công Ukraine trên những chiếc máy bay tiên tiến hơn. Có thể mất nhiều thời gian hơn nữa để dạy họ trình độ tiếng Anh đủ để hiểu các tài liệu huấn luyện và giao tiếp với người hướng dẫn và kiểm soát viên không lưu. Hệ thống điện tử hàng không trên máy bay, bao gồm cả các nút bấm, đều bằng tiếng Anh. Có một vấn đề khác trong kế hoạch cung cấp máy bay, Mỹ phải chấp thuận trước khi các quốc gia khác có thể gửi máy bay F-16 do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đã ra tín hiệu với Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan rằng họ sẽ cho phép chuyển giao, nhưng một tổng thống mới có thể đảo ngược các thỏa thuận nếu việc giao hàng vẫn chưa hoàn thành. Một cựu quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho rằng việc ông Zelensky liên tiếp thông tin hàng loạt cam kết về F-16 có thể nhằm mục đích khóa các cam kết của phương Tây nếu cuộc phản công chậm chạp của Kiev tiếp tục làm xói mòn sự ủng hộ của các đồng minh. Cảm giác bất an và cấp bách của Tổng thống Zelensky được thể hiện rõ. Ngoài những nỗ lực ngoại giao, ông còn đề cập đến F-16 ít nhất 8 lần trong các bài phát biểu hàng đêm vào tháng 8, dự đoán rằng sự hiện diện của chúng trên bầu trời Ukraine sẽ đánh bại lực lượng Nga. Ukraine thiếu các phi công quân sự đủ trình độ. Nhiều lực lượng không quân ở các nước châu Âu có F-16 và đang loại bỏ chúng để chuyển sang sử dụng F-35, thậm chí còn tiên tiến hơn. Vì vậy, số lượng F-16 của phương Tây rất dồi dào, với chuỗi cung ứng và sửa chữa có sẵn. Phương Tây cũng có sẵn các chương trình đào tạo có thể hỗ trợ Kiev trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, trở ngại trước mắt đối với việc triển khai những chiếc F-16 như đã cam kết chính là việc Ukraine thiếu hụt các phi công quân sự đủ trình độ và phi hành đoàn hỗ trợ bay và bảo trì chúng. Một cựu sĩ quan cấp cao của lực lượng không quân Mỹ cho biết cần có từ 8 đến 14 nhân viên hỗ trợ để bảo trì, cung cấp nhiên liệu và hỗ trợ cho mỗi chiếc F-16, tùy thuộc vào số lượng căn cứ mà các máy bay này hoạt động. Sĩ quan này cho biết sẽ mất khoảng thời gian dài để đào tạo các đội hỗ trợ như vậy. Các quan chức Mỹ cho biết, cho đến nay, chỉ có 8 phi công Ukraine đủ trình độ tiếng Anh và có kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu để bắt đầu huấn luyện trên F-16 ở Đan Mạch. Ít nhất 20 phi công khác đang bắt đầu theo học các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh ở Vương quốc Anh. Ngay cả các phi công Ukraine có kỹ năng lái các máy bay phản lực MiG-29 thời Liên Xô, vốn chiếm phần lớn phi đội hiện tại của Kiev, cũng sẽ phải học cách điều hướng công nghệ tay ga và cần điều khiển HOTAS của F-16. Đó là một hệ thống cho phép họ chuyển từ ném bom các mục tiêu trên mặt đất sang tham gia chiến đấu không đối không mà không cần rời tay khỏi bộ điều khiển. Hệ thống giúp việc điều hướng giữa hai mục tiêu dễ dàng hơn so với trên MiG-29, nhưng vẫn cần thời gian để tìm hiểu. Tất cả điều đó sẽ mất thời gian và có lẽ sẽ không thể hoàn thành trước cuối năm nay, tướng James Hector, chỉ huy không quân hàng đầu của Mỹ ở châu Âu nhận định. Kịch bản khó đoán sau khi cuộc phản công của Ukraine kết thúc. Phương Tây hy vọng cuộc phản công của Ukraine sẽ đe dọa vị trí của Nga ở Crimea, đặt Kiev vào vị thế đàm phán mạnh hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Theo một số nhà quan sát, nếu chiến dịch này không diễn ra thuận lợi, đã đến lúc tìm kiếm những giải pháp thay thế. Ukraine và phương Tây mắc kẹt trong các lựa chọn. Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO, ông Stian Jason gần đây đã đưa ra những đánh giá gây tranh cãi khi bình luận về các lựa chọn khả thi để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi không nói là Ukraine phải làm thế này, nhưng tôi nghĩ một giải pháp khả thi cho Kiev là từ bỏ lãnh thổ và đổi lấy tư cách thành viên NATO, ông Jason nhận định, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận về tình trạng hậu xung đột của Ukraine vẫn đang diễn ra trong giới ngoại giao. Ông nhấn mạnh ông chỉ đơn giản nêu ý tưởng và việc quyết định khi nào hay những điều khoản nào sẽ được đàm phán là phụ thuộc vào Ukraine. Theo quan chức cấp cao NATO, điều đó phản ánh lập trường của liên minh này, rằng không có thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine được chấp thuận nếu không được Kiev nhất trí. Tuy nhiên, bình luận trên đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích giận dữ từ giới chức Ukraine, khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phải làm rõ lập trường, và cuối cùng ông Jensen phải xin lỗi, cho rằng ông lẽ ra không nên nói về việc này một cách đơn giản như vậy. Theo một số nhà phân tích, sự việc trên sẽ khép lại những cuộc thảo luận công khai về những lựa chọn cho Ukraine ngay giữa thời điểm nỗ lực ngoại giao trở nên cần thiết nhất. Những điều kiện trên chiến trường cũng gây lo ngại về một kết cục khó đoán khi các nhà phân tích cho rằng cả Nga và Ukraine dường như đều không sẵn sàng đàm phán ở thời điểm này. Một số nhà quan sát phương Tây lo ngại một cuộc thảo luận quá cởi mở có thể được Moscow hiểu là sự ủng hộ của các nước này cho Ukraine đang suy yếu. Ông Samuel Charap, nhà khoa học chính trị cấp cao tại tập đoàn RAND tin rằng có một cảm nhận phổ biến và ngày càng mở rộng là những gì chúng ta đang tiến hành hiện nay không hiệu quả, nhưng không có nhiều ý tưởng về những gì phải làm tiếp theo và không có sự cởi mở để thảo luận về điều đó. Đã đến lúc cần kế hoạch B. Vào giữa tháng 8, một bài báo của Washington Post tiết lộ giới tình báo Mỹ nhận định Ukraine không thể tiến tới thành phố chiến lược Melitopol trong cuộc phản công này và Politico dẫn lời một quan chức Mỹ đặt câu hỏi liệu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley có phải đã đúng khi đề xuất vào tháng 11 năm ngoái rằng có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Lập trường của Mỹ chia ra làm hai quan điểm trái ngược nhau. Một bên là những người cho rằng có một cách để đưa mọi thứ đi đến hồi kết, đó là đóng băng xung đột và nỗ lực hợp tác để đảm bảo các vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine sẽ không nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bên còn lại thì nhận định đây không phải là giải pháp và xung đột chỉ được giải quyết cho đến khi Nga bị đánh bại. Chuyên gia Charap nhận định, hầu hết mọi người đều công nhận kế hoạch A không hiệu quả, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng thảo luận kế hoạch B. Kế hoạch B sẽ thế nào? Đó là một chiến lược ngoại giao. Theo ông, ngoại giao không đối lập với sự ép buộc. Nó là công cụ để đạt cùng mục tiêu như khi sử dụng các phương tiện ép buộc. Nhiều cuộc đàm phán chiến tranh chấm dứt đã diễn ra vào thời điểm giao tranh dữ dội nhất. Ông cũng dẫn ra Hiệp định Đình chiến Triều Tiên năm 1953 khi không bên nào thừa nhận các điều khoản của nhau, nhưng họ đã nhất trí ngừng giao tranh để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Thỏa thuận hòa bình dù vẫn chưa đạt được, nhưng sau 70 năm, giao tranh chưa xảy ra. Hiệp định này cần tới hơn 500 phiên đàm phán. Nói cách khác, theo ông Charap, sẽ tốt hơn khi hai bên bắt đầu trao đổi với nhau. Chuyên gia này tin rằng cả Nga và Ukraine đều không có đủ nguyên lực để hạ gục hoàn toàn đối phương trong một cuộc giao tranh. Ông cũng thừa nhận sáng kiến ngoại giao có thể thất bại, nhưng cách duy nhất để chúng ta biết được chúng có hiệu quả hay không là phải thử. Và theo ông, rủi ro của việc không thử sẽ lớn hơn rủi ro của việc thử. Dù vậy, chuyên gia Kostanji Stelmelula thuộc Viện Brookings đánh giá, còn quá sớm để thảo luận về kế hoạch B. Một số luồng quan điểm cũng cho rằng nếu có đủ thời gian, vũ khí và sự huấn luyện, Ukraine có thể giành lại số lượng đáng kể nếu không phải là tất cả lãnh thổ, đồng thời chia cắt hành lang đất liền của Nga nối với Crimea và tiến đến bán đảo này đủ gần để ngăn cản bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Moscow trong tương lai. Emma Asfors, một học giả cấp cao tại trung tâm Stimson, bình luận những cảm xúc mạnh mẽ về cuộc xung đột ở Ukraine có thể chi phối lập trường của những người có quan điểm cứng rắn và là một cách hiệu quả để chấm dứt những cuộc thảo luận về đàm phán với lập luận rằng đó là sự phản bội Ukraine và là điều Nga mong muốn. Tình thế khó đoán sau cuộc phản công của Ukraine. Vào một thời điểm nào đó, cuộc phản công của Ukraine sẽ kết thúc. Câu hỏi đặt ra là liệu bên nào sẽ sẵn sàng bước vào đàm phán. Nga khẳng định trong nhiều tháng qua rằng nước này cởi mở với việc đàm phán, nhưng hiện không rõ Moscow có chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào hay không. Đáng chú ý, Nga cho biết sẽ không rút lại tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, Kiev nhấn mạnh nước này cần tiếp tục chiến đấu cho đến khi có thể đẩy lùi các lực lượng của đối phương khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, đồng thời đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ đe dọa Ukraine. Tuy nhiên, thậm chí cả những bên có thái độ lạc quan nhất cũng dự đoán Ukraine khó có thể đẩy lùi toàn bộ các lực lượng của Nga khỏi lãnh thổ, một kết quả dường như ngày càng xa vời hiện nay khi xem xét những thành quả khiêm tốn Ukraine đạt được trong cuộc phản công. Giữa bối cảnh chiến dịch của Ukraine đang diễn ra với nhịp độ chậm, trong khi giới tình báo và quốc phòng Mỹ bắt đầu đổ lỗi cho Kiev, các nước phương Tây ngày càng cảm thấy dễ tổn thương sau khi cung cấp quá nhiều thiết bị và đặt quá nhiều hy vọng, giáo sư Charles A. Kupchan tại Đại học Georgetown, đồng thời là một cựu quan chức Mỹ, đánh giá. Ông cho biết, Mỹ hy vọng cuộc phản công sẽ thành công trong việc đe dọa vị trí của Nga ở Crimea, đặt Ukraine vào vị thế đàm phán mạnh hơn. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Nếu cuộc phản công không diễn ra thuận lợi, đã đến lúc để tìm kiếm những giải pháp thay thế, chuyên gia này nhận định. Đàm phán cần hai bên tham gia, nhưng hiện nay, cả Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky đều chưa sẵn sàng thảo luận về bất kỳ điều gì. Các lực lượng của Nga dường như đang củng cố phòng tuyến và tin vào một thời điểm nào đó, phương Tây sẽ mệt mỏi vì ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau cũng có thể tạo nên những thay đổi khó đoán. Các quan chức Đức cũng mong muốn một giải pháp ngoại giao, nhưng chỉ tiến hành thảo luận một cách kín đáo. Họ hiểu, dù thế nào, họ cũng sẽ không trực tiếp thúc đẩy Ukraine đi theo lập trường đó, bởi họ không muốn bị Nga coi là yếu đuối. Dù vậy, có một mong muốn chung ở Berlin và Washington là cuộc xung đột sẽ không kéo dài mãi mãi, một phần là bởi ý chí chính trị cũng như khả năng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine bắt đầu suy giảm, đặc biệt là phe cánh hữu và cực hữu đang chiếm ưu thế. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt.